Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng nhau đồng hành với nhau trong bản điểm tin tuần vào mỗi buổi tối thứ sáu trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta vẫn sẽ có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất đó là sẽ review danh mục các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành rất là căn bản, từ nhóm cổ phiếu trụ đến ngành thép, nhóm dầu khí, xây lắp bất động sản hạ tầng, sau đó đến nhóm banh, nhóm ngành chứng khoán, và còn thời gian thì chúng ta sẽ phân tích thêm một số các cái nhóm ngành khác. Thì như Hùng có phân tích và Hùng có đề cập đến với các anh chị, đó là hiện tại thì chúng ta có hai cái kênh thông tin để chúng ta trao đổi. Đó là thứ nhất là kênh chứng khoán Chiến binh điện tử con sóng, thì nó đã quá quen thuộc với tất cả anh chị em của chúng ta rồi. Vào mỗi buổi tối thứ sáu hàng tuần thì chúng ta sẽ có một cái bản tin. Cùng với đó thì chúng ta có thêm kênh Hùng Lê Chứng khoán. Thì trên kênh này chúng ta sẽ có những bản tin ngắn khoảng tầm từ 15 đến 20 phút. Và căn cứ cái tình hình giao dịch thực tế thị trường của từng phiên thì Hùng sẽ có những cái phân tích đánh giá để cho anh chị em có thể cập nhật thêm cái tình hình xu hướng của thị trường, cũng như là chúng ta điểm qua một số các cái nhóm ngành mà có cái tín hiệu tốt. Ví dụ trong tuần vừa qua thì chúng ta sẽ nói đến một số các cái mã cổ phiếu trụ, ví dụ như Vinamilk, Mansan, Bản Việt, và đặc biệt là nhóm ngành ngân hàng sẽ là một trong những cái trụ lực cho thị trường ở trong thời gian tới. Thì các anh chị lưu tâm, đó là những cái bản tin ngắn mà chúng ta sẽ có thể được làm ở trong tuần và vào một cái ngày bất kỳ nào đó khi mà thị trường của chúng ta có những cái biến động. Thì các anh chị search cái từ khóa Hùng Lê Chứng khoán và chúng ta đăng ký kênh để chúng ta nhận được những cái bản tin phân tích ở trong ngày, trong tuần. Ok. Và trước khi mà chúng ta đi vào cái nội dung chính ấy, thì chúng ta cũng nhìn lại một tí để chúng ta cũng thấy được rằng là thị trường của chúng ta, chứng khoán Việt Nam trong những tháng đầu năm, ít nhất là trong 10 tháng đầu năm, thì chúng ta cũng thấy rằng là thực sự là khó khăn. Và ở đây là một cái bảng, một cái nguồn mà đã có lấy ở trên trang Cà Phê F, người ta đã thống kê. Đấy là hiệu suất đầu tư trong tháng 10 cũng như trong 10 tháng đầu năm của các cái quỹ. Thì chúng ta nhìn chung rằng là trong 10 tháng đầu năm thì cá biệt đã có những cái quỹ đã âm đến 40% tỷ trọng về vốn đầu tư. Ví dụ như họ đầu tư 100 tỷ thì họ đã mất khoảng tầm 40 tỷ các anh chị, tức là một cái mức nó rất là cao. Và chúng ta nhìn thấy rằng hiệu suất đầu tư trong 10 tháng đầu năm của 2022 thì cái mức mà rơi từ 30 đến ngưỡng 40% nó chiếm tỷ lệ chỉ có hai ông thôi, nó chỉ có hai ông cuối cùng là nó nằm ở ngưỡng 20% đến 30% thôi. Còn lại tất cả những ông còn lại là nằm từ ngưỡng âm 30-40% và tiệm cận, nếu mà tình trạng mà thị trường còn rơi như này thì khả năng là sẽ tiệm cận đến 50%. Hai cái ông đầu tiên này này, ETF Vinamilk ETF với lại FE Việt Nam ETF này này, đấy hai quỹ này. Đó thì chúng ta thấy rằng là thị trường cũng rất là khó khăn. Nên là chúng ta cũng không phải sốt ruột hoặc chúng ta cũng không phải quá lo lắng. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất là chúng ta là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đó, nó thiếu rất nhiều thông tin. Đó, trong khi các cái quỹ đầu tư lớn họ có một cái bộ máy phân tích này, họ có một cái chiến lược đầu tư này, và họ có một cái tiếp cận đến các cái doanh nghiệp, đó, các cái cổ phiếu rất là tốt mà họ vẫn đang phải chịu một cái mức lỗ. Đó, trung bình từ 30 đến 45%. Đó, tiệm gần 50. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là thị trường chung nó khó khăn, nên là nếu chúng ta có bị lỗ thì chúng ta cũng cũng nghĩ một cách cho nó gọi là nó thư thái một tí, để chúng ta giải phóng cái tâm lý đầu tư, để chúng ta có chờ đợi đến lúc mà thị trường của chúng ta có những cái sự phục hồi, thì khi đó chúng ta sẽ có những cái bước nó giải ngân nó chững chạc hơn và nó nhiều hơn. Còn trong thời điểm hiện tại thì nó nhìn chung là thị trường của chúng ta đang hết sức là khó khăn. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của bản tin ngày hôm nay, đó là review các danh mục khá là căn bản và rất là quen thuộc của chúng ta. Thì đối với VIX, trong tuần vừa qua chủ đạo thì VIX đi ngang ở quanh vùng 54, phiên ngày hôm nay cá biệt thì có rút xuống vùng 51.5 đến vùng 52. Nhìn chung thì khả năng trong tuần tới thì VIX vẫn sẽ tiếp tục đi ngang ở quanh vùng 54 thôi, hiện tại là chưa có nhiều các cái tín hiệu đột biến. Vinhome thì chúng ta nhìn thấy đây, cái trend chủ đạo của Vinhome vẫn đang là trend giảm các anh chị nhá. Sau một nhịp hồi thì tuần này thì Vinhome đã tiếp tục quay trở lại test vùng hỗ trợ 42.5 đến khoảng vùng 43. Phiên ngày hôm nay có rút chân lên, nhưng khả năng là tuần tới thì Vinhome sẽ tiếp tục quay trở lại ở cái vùng hỗ trợ này. VRE thì nhìn chung là khá khẩm hơn trong bộ ba cổ phiếu nhà VIX. Thì ngay lập tức là đầu tuần thì VRE đã có một cây nến test về vùng hỗ trợ kỹ thuật 23 này, và sau đó thì nó rút chân lên
Rút chân lên và các cái kênh đấy tiếp theo thì lực tăng của VRE tương đối là mạnh. Nhìn về mặt kỹ thuật thì hiện tại VRE có thể tích lũy ổn định ở khoảng quanh vùng 25 đến khoảng vùng 25.5. Khỏe thì nó sẽ hướng lên khoảng vùng 27 đến khoảng vùng 28. Khỏe hơn nữa thì hướng lên vùng 29 đến khoảng vùng 30. Nhịp này thì cái tín hiệu kỹ thuật của VRE ngắn hạn là tạm ổn. Vinamilk là một trong những cái trụ mà được cùng đánh giá rất là cao trong cái giai đoạn vừa qua. Sau khi mà nó đã hoàn thành vùng target mục tiêu 78 hướng lên vùng 80 và hiện tại thì chúng ta đang hướng lên vùng 82 và xa hơn sẽ là vùng 85 đến khoảng vùng 86. Trong tuần vừa qua thì Vinamilk đã có những cái điểm test cung kỹ thuật cực kỳ là ổn áp. Đó, trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì nó test về biên kỹ thuật 77.5 đến 78. Đây là cái biên mà chúng ta đã có những cái dự báo về cái khả năng tích lũy tạo nền. Và trong các cái phiên giao dịch tiếp theo thì nó đều có test về vùng 78 và sau đó nó đều có rút chân lên. Như vậy là một tín hiệu kỹ thuật rất là đẹp. Trong phiên ngày hôm nay thì thị trường đạp nhưng mà Vinamilk tín hiệu như thế này là cực kỳ khỏe. Lực cầu tiếp tục đạt khoảng trung bình 3 triệu cổ phiếu trên một phiên. Như vậy là dòng tiền lớn người ta cũng đang đánh vào cổ phiếu Vinamilk khá là tốt rồi. Thì anh chị tiếp tục nắm giữ. Ở VDC, VDC sau một cái giai đoạn mà nó đi ngang và cũng có phân tích cho các anh chị một cái biên ở đây quanh 106 đến khoảng 106.5. Tuần này thì nó bị mất hỗ trợ kỹ thuật ở 106 thì nó sẽ đi về vùng 100. Và mất vùng 100 thì nó sẽ đi về khoảng quanh vùng 93.5 đến khoảng vùng 95. Tuần này thì nó đang đóng ở 100 và nhìn về mặt xu hướng kỹ thuật thì tuần tới khả năng là nó sẽ test lại ở quanh vùng 95. Đây các anh chị, nó sẽ đi về lại đây. Đó, nó sẽ kiểm tra lại và tích lũy ở vùng này. SKG trong tuần vừa qua thì nó đã đánh rất là tốt. Và về bản chất kỹ thuật thì cũng có nói đến cái vùng ở đây, đó là vùng 13 đến khoảng 13.5. Sau những phiên mà nó long short ở quanh vùng 13-13.5 và nó hướng lên được cái vùng cản đây 14.5 thì trong tuần nó cũng đã đây, anh chị nhìn thấy đây cây nến hai, có hai cây nến nó test lại nền và sau đó thì có hai cây nến nó vượt thoát rất là mạnh và với lực kéo tương đối mạnh như thế này á thì tuần tới có thể là xúc đông viên đang bản thân là ngày hôm nay nó đã test rồi này, cây nến ngày hôm nay là nó đã test về quanh vùng 15 rồi. Nhưng mà nó còn phụ thuộc vào thị trường chung, khả năng là tuần tới thì nó vẫn còn nhồi một đến hai phiên nữa. Chính vậy nên là xu hướng Kiên Giang nó sẽ quay trở lại vùng 15. Yếu hơn thì có thể ở khoảng quanh vùng 14.5 và nhịp này thì chúng ta canh những cái nhịp test này để chúng ta vào để chúng ta đảo hàng. Trong thời điểm hiện tại thì cũng không quá kỳ vọng lớn đâu. Nói chung là nó những cái nhịp nho nhỏ thôi, ví dụ như là có thể hướng đến vùng 17. Đó. Rồi chúng ta bán bớt đi, rồi sau đó thì có thể chạm vùng 17 thì nó lại chỉnh cung và căn cứ cái nhịp chỉnh cung đó thì chúng ta sẽ canh để chúng ta gom. Gom được vùng hỗ trợ thấp và cổ phiếu về mà có like thì bán ra. Trụ Mansan, trong tuần thì trụ Mansan cũng đã có những cái điểm test kỹ thuật khá là sát với dự báo, đó là khoảng quanh vùng 80 đến khoảng vùng 81 và nó rút chân lên. Đó. Thì nhìn chung là lực đánh của Mansan hiện tại cũng đang là rất là ổn rồi. Đường MACD ổn. Tuần tới thì có thể Mansan sẽ tiếp tục kiểm tra lại quanh vùng 81 đến khoảng vùng 81.5. Và dự kiến nhịp này thì Mansan sẽ đánh lên vùng 90. Break được cản 90 thì nó sẽ hướng lên vùng 95 đến khoảng vùng 97. Và mục tiêu trong nhịp này thì trụ Mansan là nó đánh rồi. Và nhìn về mặt thiên hướng kỹ thuật là Mansan đang rất là ok. Các anh chị nắm giữ thêm. Bản Việt, chủ bản Việt thì trong tuần nó đã có được long khá là tốt, tuy nhiên là cây nến kết tuần thì hơi xấu. Điểm trả cung của phiên từ phiên giao dịch thứ hai đến phiên ngày thứ năm là rất ok, nhưng mà cây nến ngày thứ sáu này thì nó hơi đuối. Như vậy thì sau cây nến ngày thứ sáu thì nó sẽ có thêm những cây nến của phiên ngày thứ hai thứ ba tuần tới thì đánh giá thêm là khả năng chịu tải ở khoảng quanh vùng 49 đến khoảng vùng 50 và sẽ có thêm một vài phân tích tiếp theo. Nhóm ngành bán lẻ thì tuần này đã bị đạp tương đối là mạnh. Và phiên ngày thứ 6, tức là phiên ngày hôm nay thì nhóm ngành bán lẻ gần như bị vỡ trận. Mặc dù cả tuần thì nó rất là tốt, đúng không? Từ phiên giao dịch của ngày thứ 2 đến ngày thứ 5 thì nó vẫn giữ được, ví dụ PNG vẫn giữ được vùng 100-101 là ok. Và ít nhất là nó vẫn giữ được cái trạng thái về mặt cơ bản ở vùng 97-98.5. Nhưng mà cây nến ngày hôm nay là nó sọt thủng. Thì sau đây các chị có thể nhìn thấy cái hiệu ứng của cây PNG nó cũng khá giống với cây này. Như vậy sau đó thì nó sẽ có gì? Nó sẽ có một vài cây nến lừng khừng ở quanh vùng 97 rồi nó sẽ phát đi cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Thì cũng sẽ căn cứ vào đó để chúng ta đánh giá.
MWG thì chúng ta vẫn đang phân tích một cái sóng giảm từ đâu đó khoảng vùng 75, và lần lượt thì chúng ta phân tích xuống các cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật, và khi các cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật bị phá thì chúng ta phải dự báo những cái vùng đáy sâu hơn đó. Vậy thì trong tuần vừa qua chúng ta nói đến ở đâu? Chúng ta nói đến thứ nhất đó là vùng 52, đúng không ạ? Đó, nó sẽ kiểm tra lại vùng 52, sau vùng 52 ấy, thì nó tiếp tục sẽ kiểm tra lại vùng 49. Và vùng 49 bị thất bại rồi. Cái này là vùng 49 bị thất bại. Thì nó sẽ hướng tới vùng 45. Và vùng 45 thì chúng ta lại tiếp tục quan sát trong cái trường hợp nếu như mà nó lại có một cây nến thủng như này. Thủng ở vùng 52. Đó, thì như vậy là chúng ta lại phải gì? Chúng ta lại phải hướng đến cái vùng kỹ thuật ở quanh vùng 40. Đó là cái quy trình vận hành của cổ phiếu và chúng ta không chống lại được cái quy trình này. Anh chị lưu ý. PE hiện tại thì cũng chưa xấu, nhưng cũng không đẹp. Nói chung là ở trạng thái đi ngang. Ở trong tuần vừa qua thì PE đã có những cái điểm long lên và sọt xuống. Và những cái điểm long thì nó chạm về vùng kháng cự 23.5, vùng 24. Điểm sọt thì nó chạm về vùng hỗ trợ 21 đến khoảng vùng 22. Và hiện tại nó đang đi được ở trong biên này. Và như vậy với một góc độ kỳ vọng là gì? Đó là trong thời điểm hiện tại thì chỉ có mong là cổ phiếu nó không rơi và PET nó đi xây ngang được ở trong cái biên hẹp này thì đấy cũng sẽ là một cái tín hiệu rất là tốt để nó chờ cho thị trường có cái sự ổn định trở lại. DGW kép cả tuần test tương đối là đẹp khi mà nó đi ngang ở quanh vùng 60 nhưng phiên kết tuần là xấu. Và khi cái câu chuyện là nó mất vùng 60 rồi thì nó sẽ hướng lại đâu? Nói chung là đây, đáy ở đây thì bên này nó nhấc sang đây thôi. Tức là vùng 50 53 đến khoảng vùng 54, đây sẽ là vùng mà diện và cổ phiếu đi vua sẽ có thể quay trở lại đây. HRX phiên ngày hôm nay cũng xấu, cũng bị đạp tương đối là mạnh. Và khi nó bị đạp gãy khỏi vùng hỗ trợ 20 thì nó sẽ hướng đến vùng 17.5 đến vùng 18 và vùng này thì có thể có lực bật các anh chị nhé, khi về đến hỗ trợ này có thể có lực bật nhưng mà sau đó sau cái lực bật đó thì nó sẽ tiếp tục test lại ở đây đó là quanh 17.5, trong trường hợp thủng 17.5 thì phải tính toán ở khoảng vùng 16. Nhóm ngành cổ phiếu công nghệ gồm mã cổ phiếu FPT. FPT ở trong tuần trước thì nó đánh khá là đẹp, nhả cung xong kéo lên, tuần này thì nó lại tiếp tục quay trở về test lại phiên ngày hôm nay về điểm sâu nhất ở 71.5, tức là cũng suy soát đến cái điểm bên này, điểm sâu 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 ở bên này là 71 đó, tức là nó cũng gần như nó trả hết cái nhịp nhịp long ở đây. Như vậy thì tuần tới cái xu hướng về mặt xu hướng kỹ thuật của FPT ở trong thời điểm hiện tại đó là gì? Nó vẫn sẽ gì cố gắng, tức là nó sẽ cố gắng hoàn thiện những cái điểm test ở khoảng trên vùng 71, tức là để nó hình thành ở đây một cái kênh xu hướng, một cái kênh xu hướng chuyển pha ở đây. Tất nhiên là cái kênh xu hướng này thì cần phải đánh giá thêm bởi vì nó phụ thuộc vào yếu tố thị trường chung. Đó, trong trường hợp ví dụ như tuần tới nó test lại khoảng quanh vùng 71.5 đến khoảng vùng 72, đây vùng 72 đây các anh chị. 72.5, 72 đây. Đó, nó test lại cái vùng này đó, ổn định và nó giữ được, sau đó thì nó có cái nến kết tuần đâu đó nó nằm đến khoảng vùng 74, 75 ví dụ như vậy thì đấy là một cái tín hiệu rất là đẹp. Và trong ngắn hạn thì FPT nó cũng sẽ đi theo quan điểm kỹ thuật cùng là nó sẽ có một cái vùng cân bằng ở khoảng ngắn hạn nhá, ngắn hạn thì khoảng khoảng quanh vùng 72. Đó, nó sẽ đi ngang ở khoảng quanh vùng 72 đây, sau đó thì nó có phát đi được những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo thì khi đó thì chúng ta sẽ phân tích thêm. Ở CMG thì hỏng rồi, như vậy là CMG sau 2 tuần CMG giữ ở quanh biên đó, ở quanh biên ở đây đó là biên 38.5 thì tuần này nó bị rơi mất cái vùng này và khi cái vùng hỗ trợ bị phá thì như vậy là cổ phiếu nó sẽ diện nó sẽ rơi rất là mạnh sau đó. Và khả năng thì nhịp này CMG sẽ rơi về khoảng quanh vùng 32. 32 đến khoảng vùng 32.5. Nôm na là nó phải rơi về tầm này. Rồi, ở bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang một cái nhóm ngành cũng tương đối là quan trọng và rất là phổ thông, đó là nhóm ngành thép. Thì như các anh chị em cũng biết rồi, hiện tại thì giá thép thế giới vẫn đang gọi là mò đáy, tức là cái câu chuyện là nó vẫn đang chỉnh giảm rất là mạnh. Chính vì cái yếu tố đó nên nó sẽ tác động ngắn hạn lên nhóm ngành cổ phiếu thép. Và cái thứ hai nữa là với cái xu hướng thị trường nó cũng xấu và
Chúng ta biết rằng là nhóm ngành bất động sản thì rất là xấu rồi, đó, rất là xấu xấu và bất động sản thì nó sẽ khó khăn, khả năng là khó khăn sang đến tầm quý 2 của năm 2023. Và khi cái nhóm ngành bất động sản mà nó khó khăn, nó chững lại thì cái tốc độ tiêu thụ thép nó cũng sẽ giảm đi và nó hệ lụy với nhau, nó nhiều thứ nó móc xích với nhau lắm. Đó, vậy thì trong ngắn hạn thì thép cũng khó có khả năng bật mạnh, thì cái vấn đề này thì chúng ta cũng đã có đề cập ở trong các cái bản điểm tin tuần rồi. Thế thì đối với Hòa Phát trong tuần thì Hòa Phát đã chính thức là phiên ngày thứ hai thì nó đã rơi một cái gap ở đây rất là rộng và nó rơi khỏi vùng 16. Và sau khi rơi khỏi vùng 16 thì đương nhiên rồi, nó phải tích lũy lại ở quanh biên 15 đến khoảng biên 15.5, và cái cây nến kết tuần thì nó đang cho một cái tín hiệu kỹ thuật là nó bị vi phạm. Vậy thì sau cái cây nến vi phạm này thì chúng ta cần phải có một cây nến tiếp theo, ví dụ như là cây nến đóng phiên của ngày thứ hai nó long bật lại được ở trên vùng 15.5 cộng thì đó là tín hiệu tích cực. Nhưng ngược lại, nếu như nó bị không không lấy lại được cái vùng 15 ở đây thì nó là tín hiệu tiêu cực, thì đấy là cái tín hiệu mà chúng ta cần phải quan sát thêm. Tuy nhiên nếu nhìn ở trên, gọi là nhìn ở trên cái góc độ ngắn hạn, thì khả năng cao, khả năng với các anh chị nhé, khả năng cao, tất nhiên là mình phải chờ cái đến ngày thứ hai thì chúng ta mới khẳng định được thêm cái xu hướng, nhưng mà khả năng cao là sẽ về ở vùng 13 đến khoảng vùng 13.5. Cổ phiếu Hoa Sen HSG. HSG thì cũng như vậy. Sau một cái nhịp long thì cổ phiếu này đã quay trở lại, kiểm tra lại cái biên kỹ thuật của nó, đây là 11.6, 11.8. Ở phiên cái tuần này nó bị mất vùng 11.6 với một lực đạp tương đối là mạnh. Và với lực đạp này thì khả năng cao cái xu hướng tiếp theo đó là nó sẽ đi về khoảng vùng 10 đến khoảng vùng 10.5. Nam Kim thì vẫn đang gì ạ? Tuần này thì Nam Kim tiếp tục test đáy. Ngay phiên thứ hai thì nó bị mất gì ạ? Nó bị mất vùng 14.4. Khi mất vùng 14.4 thì cái thiên hướng kỹ thuật như cũng có nói ở đây, đó là nó sẽ chỉnh cung về khoảng quanh vùng 12, 12.5, và phiên ngày hôm nay thì nó đóng đúng vùng 12. Như vậy ở đây thì nó đóng đúng cái ngấp nghé ở cái biên biên dưới. Chính vậy nên là chúng ta cũng phải cần chờ thêm cái phiên giao dịch ngày thứ hai. Tích cực hay tiêu cực thì nó sẽ nằm ở cái cây nến tiếp theo để chúng ta định lượng. Nhưng nhìn về mặt thiên hướng như thế này thì khả năng là sẽ về khoảng quanh vùng 10. VGS. VGS thì cả tuần tích lũy khá là ok, quanh vùng 9.5 đến vùng 10, và cây nến kết tuần cũng như vậy. Đó, vậy thì chúng ta sẽ còn một cây nến xác nhận ở đây. Trong trường hợp nếu nến xác nhận mà không lấy được lại được ở vùng 9.5 thì xu hướng thiên hướng kỹ thuật là vùng 6 đến khoảng vùng 7, chúng ta phải tính toán tới. TVN trong tuần thì cũng chưa xấu và cũng không đẹp, nói chung là đi ngang và nó vẫn giữ được ở khoảng vùng 5.3. Như vậy tuần tới thì đánh giá thêm cái góc độ kỹ thuật ở tích lũy ở quanh vùng 5.3 đến khoảng vùng 5.4. Trong trường hợp nếu thủng vùng 5.3 thì như vậy là chúng ta cũng phải tính toán hướng hướng đến đâu đó cái vùng hỗ trợ kỹ thuật tiếp theo ở khoảng vùng 4.3 đến khoảng vùng 4.5. TLH cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Tuần vừa qua thì nó đi ngang ở quanh vùng 6 và tuần tới thì tiếp tục đánh giá biên hỗ trợ kỹ thuật 5.8 đến vùng 6. Và một cái biên long short ngắn ở khoảng quanh vùng 6 đến 6.5. Trong trường hợp nếu như nó test lại ở đây mà nó bị thủng mất cái vùng 5.8 thì khi đó thì chúng ta cũng phải tính toán sơ sơ bộ là đâu đó ở khoảng vùng 3.5, à khoảng vùng 3.5 đến vùng 4. Đấy là những cái tính toán sơ bộ. Đó, bởi vì là khi mà cổ phiếu nó bị phá vỡ các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đó, thì nó sẽ down tiếp, và cái down đó, cái việc downtrend đó thì chúng ta không thể giữ lại được anh chị. Chúng ta không thể bảo là mày ơi mày đừng có rơi nữa, hay ví dụ như là TLH ơi dừng lại đi, nó không dừng đâu anh chị. Và nó sẽ dừng khi nó cần dừng và chúng ta cũng không biết được khi nào nó dừng. Đó. Chỉ có điều nếu như mà chúng ta gọi là gì, khi mà cổ phiếu nó có một câu nói đấy là khi cổ phiếu đi qua đáy thì chúng ta biết đó là như vậy là cổ phiếu đã tạo đáy, còn nó chưa đi qua đáy thì như vậy chúng ta chưa biết. Đó, còn để mà nó tạo được đáy thì nó một cái mẫu chốt nó cũng rất đơn giản thôi. Ví dụ về đến vùng 4 thì nó long lên vùng 5, sau đó nó sọt lại vùng 4.5, nó lại long lên vùng 6, rồi nó lại sọt về vùng 5 và nó lên long lên vùng 7. Ví dụ như vậy thì như vậy là ngắn hạn nó sẽ có hình thành được một cái gì đấy, một cái gọi là cái phân kỳ tăng. Đó, và khi mà cổ phiếu hình thành được cái phân kỳ tăng ngắn hạn như vậy thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta xem xét rằng như vậy là khả năng thôi,
chứ không chắc chắn khả năng cổ phiếu tạo đáy ở vùng đó thì bắt đầu chúng ta thu gom. Thế thôi, chứ còn không có cái gì là tuyệt đối đâu các anh chị. Mà nếu mà tuyệt đối thì nó lại không hình thành được cái thị trường. Đó, bởi vì là lúc bán thì không ai mua mà lúc mua thì không ai bán. Câu chuyện nó là như vậy. Đằng này là khi bán vẫn có người mua và khi mua vẫn có người bán. Đấy, đó mới là thị trường. Tức là cái mức độ kỳ vọng của từng con người khác nhau, rồi tâm lý hành vi của từng con người khác nhau thì nó mới hình thành được nên cái thị trường. Đó. Ví dụ như Hùng nhìn ở vùng 4 là vùng dự kiến tạo đáy, nhưng có người bảo không, vùng 4 chưa được, phải vùng 3 cơ không ạ? Ví dụ thế. Nhưng có người là bảo, không, 6 là đáy rồi, mua đi. Đó thì chính vì như vậy nên là mới luôn có cái lực mua và lực bán ở trên thị trường, đó là như vậy. Rồi, như vậy là nhóm thép cũng chưa ổn lắm đúng không anh chị? Bây giờ chúng ta sẽ phân tích sang nhóm P. Thì nhóm P thì ở đây phiên ngày hôm nay tốt quá, đó. OPEC cộng thì cắt giảm sản lượng Ả Rập Saudi đúng không? Cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng trên một ngày. Và mục đích cắt giảm sản lượng này để người ta nâng cái thị giá giá dầu lên. Và nhìn về thiên hướng kỹ thuật thì cũng có phân tích cho anh chị rồi, ở trong thời điểm ngắn hạn đó là gì? WTI cũng đang hình thành được một cái phân kỳ tăng. Lực test cung trong tuần vừa qua khá là đẹp ở quanh vùng 87, hiện tại lên đang có xu hướng tăng lên. Và nếu như trong trường hợp mà giá dầu vượt lên khoảng vùng 98 sau đó test lại vùng 95 không thủng á, thì cái thiên hướng về mặt kỹ thuật là có thể là gì? Giá dầu sẽ tiếp tục tăng. Đó, giá dầu sẽ tiếp tục tăng trong cái mùa đông hoặc là trong những cái nhu cầu sắp tới đây thì khả năng là như vậy. Thì khi WTI mà tăng á, thì nó sẽ có những cái tác động tích cực lên nhóm cổ phiếu ngành P. Đối với gas trong thời điểm hiện tại, trong tuần vừa qua thì nhìn chung là gas cũng vẫn giữ trend khá là tốt khi mà nó vẫn giữ được ở trên cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây 106, 107 và nó cũng đang công cái vùng kháng cự đâu đó 114, 115. Nhìn chung thì em này giữ chỉ số thôi. Tuần tới khả năng vẫn còn những cái điểm test ở quanh vùng 106, 107. VLX thì đã có một nhịp long này mắc sẽ chạm vùng 30 sau đó nó sẽ chỉnh cung. Dự báo tuần đây trong cái nến thứ hai thì nó đã chỉnh về vùng 28 rồi và khả năng trong tuần tới thì nó sẽ tiếp tục có những cái nhịp chỉnh về quanh vùng 28. Sau đó thì đánh giá thêm khả năng phục hồi. PVT thì đây nhìn sơ sơ như vậy thôi, quanh vùng 16.5 thì hiện tại là PVT vẫn đang có những cái gì, có những cái điểm long lên rồi trả cung ở quanh vùng 16.5 như vậy tạm 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 ổn. Còn việc mà nó có hình thành cái sóng xê chỉnh ở đây hay không thì chúng ta phải đánh giá thêm, nhưng ít nhất là trong ngắn hạn thì nó bắt đầu hình thành được một cái gì, một cái đây gọi là một cái gì nhỉ, một cái giai đoạn sideways đi, cũng có thể tạm coi là như vậy, và nó cứ lon lên sọt xuống ở quanh một cái biên cân bằng đó. Thì hiện tại là chúng ta sẽ đánh giá ở quanh vùng 16.5, tạm gọi là biên cân bằng của PVT. MPVB PVB thì ở đây có vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 2.5. Tuần này có long lên được cái biên 13 năm 14, trước đây nó là biên hỗ trợ thì bây giờ nó sẽ trở thành cái biên kháng cự ngắn. Và vì chính vì 13.8 và chính vì kháng cự ngắn nên là gì? Nên là cứ chạm vào đây thì cổ phiếu nó sẽ gì? Nó sẽ bị sọc lại. Lực sọc này thì đây rồi, nó lại chạm hỗ trợ thì nó lại bật lên. Tức là như vậy là trong ngắn hạn thì cũng như vậy, PVB nó sẽ có một cái kỳ vọng ấy, kỳ vọng là không rơi nữa và nó chỉ đi ngang như thế này cũng là rất là hạnh phúc rồi trong thời điểm hiện tại. MPVS trong tuần có hai phiên tăng, có hai phiên giảm. Có long lên được quanh vùng 23, hai phiên kết tuần thì chỉnh giảm lại quanh vùng 21. Như vậy tuần tới thì khả năng sẽ kiểm tra lại vùng 20.8 đến khoảng vùng 21. Điểm sâu sâu hơn thì đây vùng 19.7 đến khoảng vùng 20. Tại đây thì sẽ đánh giá thêm các cái lực phục hồi kỹ thuật của PVS. PVD nó ra cái báo cáo quý 3 bị lỗ, đúng nhỉ? Đúng rồi, quý 3 bị lỗ. Chính vậy nên là nó đã có một cái lực bán tương đối là mạnh ở đây, hai cây đẩy rất mạnh. Nhưng cùng với đó thì nó cũng có hai cây phục hồi, tuy nhiên là cái lực phục hồi này thì nó cũng chưa thực sự là thuyết phục. Bởi vì sao? Đường MACD đang có thiên hướng cắm đầu, điều này thì nó sẽ dẫn đến là cổ phiếu nó sẽ khó để có thể bật tăng ở trở lại trong ngắn hạn, mà nó sẽ mang một cái tính chất là gì, đó là tích lũy. Thì nhìn về mặt ý đồ
Như vậy thì tuần tới cái khả năng mà PVD sẽ tiếp tục quay trở lại kiểm tra lại quanh vùng 16 đến khoảng vùng 16.5 là cao. Rồi về đến đây thì chúng ta xem cái lực phục hồi ở đâu. Nếu trong trường hợp nếu như mà nó bị thủng vùng 16 thì khả năng là PVD sẽ quay lại test lại, tức là nó trả lại hết cái nhịp tăng trước này. Thì sang đây nó cũng như vậy. Đó, và nó sẽ test lại vùng 14 đến 14.5 để chờ đợi thêm những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Và chỉ khi nào cái đường MACD các anh chị cứ để ý là như vậy, sau một cái giai đoạn chỉnh giảm thì cái đường MAC nó phải chuyển pha xanh, nó phải chuyển pha xu hướng và nó hướng lên, thì khi đó cái thiên hướng kỹ thuật của cổ phiếu nó mới tốt được. Chứ còn bây giờ đường MAC nó đang cắm đầu ở các anh chị, và nó cắm từ đây cái điểm này, tức là nó cắm từ điểm 20 là bắt đầu nó cắm đầu đi xuống thì chưa thể bật được đó, và nếu có bật thì phiên sau nó lại trả lại ngay. Đó, cái câu chuyện nó là như vậy, và chúng ta cần phải chờ thêm cái tín hiệu kỹ thuật để đánh giá xem ở khoảng quanh vùng ở 16 thì cổ phiếu nó sẽ có cái sự vận động như thế nào. Ở trong tuần thì đây chủ đạo vẫn đang như vậy thôi, vùng 8 đến vùng 8.5 anh chị đi ngang ở trong biên này, và cứ tích lũy chặt ở trong biên này cũng là một cái tín hiệu tốt để chờ đợi thị trường ổn định hơn. POV tuần này POW tích lũy khá là ổn ở quanh vùng 10, chỉ có đến phiên cuối tuần thì nó bị mất vùng 10, mất 0.2. Như vậy thì thiên hướng kỹ thuật là tuần tới POW khả năng sẽ có ở quanh vùng 9.5, test lại vùng 9.5. Trong trường hợp mà thủng 9.5 thì phải tính toán ở vùng 9. Và cái xu hướng kỹ thuật của POW thì hiện tại nó vẫn đang nằm ở trong một cái kênh xu hướng giảm giá. MBSR tiếp tục tích lũy quanh vùng 16.5 đến vùng 17, có lực long lên và sọt xuống, như vậy là tốt. Tức là cái cổ phiếu khi mà nó có cái lực đỡ lên rồi lại có những cái lực xả và lại có những cái lực đỡ lên, thì đấy là cái giai đoạn mà có thể kỳ vọng rằng cổ phiếu gì ạ? Tích lũy tạo nền xây đáy đó. Và như vậy thì tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm cái xu hướng ở quanh vùng 16.5 đến vùng 17 của BSR. Như vậy nhìn chung P thì tuần này nó cũng chưa có nhiều cái yếu tố đột biến và sẽ tiếp tục theo dõi thêm tại vùng hỗ trợ. Trong trường hợp nếu như VGTI ở trong file phiên kết tuần mà VGTI tăng mạnh thì như vậy là sang tuần tới thì các anh chị cũng có thể canh gom thêm P. Các cái điểm gom thì các anh chị đã xem những cái bản tin của Hùng rồi, thì ví dụ như BSR chẳng hạn đó, thì chúng ta có hỗ trợ kỹ thuật ở đây 16.5 đến vùng 17. Đó, thì có nôm na thì chúng ta sẽ đặt trải ra, ví dụ 17 chúng ta đặt một ít này, rồi 16.7, 16.8, 16.9, ví dụ như vậy, trải ra mỗi vùng vùng giá một ít để chúng ta thu gom, như vậy là nó sẽ tối ưu hóa được cái giá vốn. Rồi, tiếp theo đến một cái nhóm ngành bất động sản, xây lắp, hạ tầng, đầu tư công. Nhóm ngành này đang rất nóng, và cái sự nóng thì các anh chị cũng biết rồi, bao nhiêu lô trái phiếu rồi phát hành trái phiếu rồi huy động vốn rồi vân vân rồi vân vân, thì cái thằng này nó rất là rối rắm. Bởi vì sao? Bởi vì doanh nghiệp bất động sản là một trong những cái ông mà ông phát hành trái phiếu lớn nhất và gần như chiếm cái tỷ trọng lớn nhất trong các cái lĩnh vực phát hành, có thể nói là như vậy. Thế thì ông bất động sản ông phát hành thì ông lại liên quan đến công ty chứng khoán. Đấy, các anh chị hiểu như vậy. Xong nó đến công ty chứng khoán, nó lại liên quan đến ngân hàng. Tức là ba cái thằng này nó móc xích với nhau. Và bất động sản, ngân hàng, chứng khoán là ba cái trụ cột, rường cột của thị trường. Mà ba cái thằng xương sống này mà nó bị ốm yếu thì thị trường mà làm sao mà lên được các anh chị, đúng không ạ? Và hiện tại nó đang ốm yếu. Đó, nó ốm yếu bởi bởi chính sách, nó ốm yếu bởi các cái việc mà nó đã làm ra trong quá khứ. Đó, ví dụ như ngày hôm nay là ở ngân hàng SCB ở thành phố Hồ Chí Minh là xảy ra gọi là bạo loạn. Cứ tạm gọi là bạo loạn đi, người dân là coi như kéo đến ùn ùn ở ngân hàng SCB là bảo vệ rồi thi nhau, là đấy những cái hình ảnh được 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 lan truyền trên mạng như vậy. Đó, cái câu chuyện là như vậy. Thế thì nó những cái hệ lụy như vậy nó sẽ rất là khó khăn, và cũng không biết đến bao giờ, đến tại thời điểm này là Hùng cũng không biết đến bao giờ là chính phủ và nhà nước của chúng ta sẽ xử lý dứt điểm xong. Tức là ông nào vi phạm thì truy tố, đúng không ạ? Ví dụ ông Vạn Thịnh Phát bắt, ông Tân Hoàng Minh bắt. Vậy thì còn những ông nào vi phạm nữa là xử lý cho xong đi. Còn những ai, những cái đơn vị nào mà họ khắc phục được, họ có nguồn tiền, họ khắc phục được những cái hậu quả đó thì cho họ khắc phục, và để chúng ta kết thúc cái câu chuyện trái phiếu. Thì chừng nào, theo quan điểm của Hùng thì chừng nào mà
xử lý xong cái u nhọt này thì khi đó thị trường của chúng ta mới có thể có khả năng phục hồi đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ qua một số các mã cổ phiếu khá là cơ bản các chị. DG thì nhìn chung dự kiến thì DG tuần này sẽ quay trở lại về vùng 15 đến khoảng vùng 15.5. SEO cũng rất là khỏe rồi nhưng mà cũng không thể trụ được đâu. SEO nó đã kéo lên đây, đó là kéo về vùng 13.7 đến vùng 14 và dự kiến thì SEO sẽ quay trở lại test công kỹ thuật ở quanh vùng 11.5. Bản thân thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai là SEO đã test rồi, nó đã test gần sát 11.5 và nó kéo lên. Thì tuần tới SEO cũng sẽ kiểm tra lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây. Cổ phiếu HBC, nhìn chung thì trong tuần HBC cũng đi gọi là gì ạ, long và short ở trong một cái biên hẹp. Thì biên hẹp ở đây đó là vùng kháng cự 11 và biên hỗ trợ ở đây là biên 10. Khả năng ngày tuần tới HBC sẽ tiếp tục kiểm tra lại vùng 10. Trong trường hợp thủng 10 thì chúng ta phải tính toán là vùng 8.5 đến vùng 9. DG đã có một lực long và lực long này thì nó sẽ tiệm cận về đâu? Nó sẽ tiệm cận về vùng 15. Sau đó nó sẽ xả. Xả thì nó sẽ về đâu? Dự kiến là nó sẽ xả về quanh vùng 12 đến khoảng vùng 12.3. Rồi nó kiểm tra cung cầu tích lũy đây, trong trường hợp về đến hỗ trợ này có lực bật lên là tốt. Rồi nó lại sọt lại, tức là gì? Đấy là tín hiệu tốt, có nghĩa là nó không thủng vùng 12 là tốt. Nhưng trong trường hợp nếu mà sọt về đây nó thủng vùng 12 thì như vậy là phải tính toán đến vùng 10. Thủng vùng 10 thì phải tính toán đến vùng 7.5 đến vùng 8. Đó, câu chuyện nó là như vậy, chúng ta phải bám sát thêm. DXF thì đây, tuần này nó đi khá tốt quanh vùng 8 nhưng mà mất biên 8 rồi. Xu hướng sẽ về quanh 6. SCR có lực kéo và lực kéo này thì nó sẽ chạm về vùng 6.5, sau đó nó sẽ chỉnh cung. Chỉnh về có thể sẽ chỉnh về quanh 6 và điểm sâu hơn thì sẽ tiếp tục test lại nền ở vùng 5.5 đến vùng 7. Phiên ngày hôm nay thì SCR cũng bị đạp tương đối mạnh. Chính vậy nên là tuần tới thì cái khả năng mà cổ phiếu này bị phá. Đầu tiên nó bị phá đã, nó bị phá xong thì sau đó thì nó có cây nến để nó rút chân lên hay không thì cái đó cũng sẽ đánh giá thêm. Nhưng khả năng là trong phiên thì nó sẽ có thể nó bị vi phạm cái điểm 5.5. Rồi có một cái nến rút chân ở đây hay không thì chúng ta sẽ đánh giá thêm. Nhưng khả năng là như vậy bởi vì là cái biên mà ở vùng 5.6 ở đây nó rất gần rồi. Và cái xu hướng của nhóm ngành bất động sản thì nó vẫn đang tâm lý đang khá là bi quan sau khi mà chúng ta kết thúc phiên giao dịch của ngày hôm nay. Rồi đối với LDG cũng đã có lực long short và tuần này thì LDG đã bắt đầu tiếp tục quay trở lại vùng 5 để nó kiểm tra lại cung cầu. Như vậy thì vùng 4.8 đến khoảng vùng 5 sẽ là một cái vùng biên để giúp chúng ta đánh giá nhận diện cái xu hướng của LDG ở trong tuần tới. Trong trường hợp nếu như nó bị thủng vùng 4.8 thì ở đây chúng ta phải tính toán thêm cái biên kỹ thuật của nó ở khoảng vùng 4 đến khoảng 4.5. MC2 chán C2 quá. Bật lên được rồi nhưng mà lại tụt. Tất nhiên là nó cũng chưa phải là xấu hẳn. Bởi vì sao? Bởi vì cái quan điểm của Hùng ở trong thời điểm hiện tại là gì? Cổ phiếu chỉ cần đi ngang ở quanh một cái vùng dao động cân bằng. Như thế đã là hạnh phúc lắm rồi. Nó đừng có thủng nữa. là đẹp lắm rồi. Thì đối với C2 nó cũng đã có lực long lên này rồi, nó test lại này. Trong tuần nó test lại quanh vùng 15. Rồi xong đấy, từ vùng 15 nó lại long lên được khoảng suýt soát ở vùng 16.8 đúng không? Sau đó lại xả lại. Thì tuần tới là kiểm tra lại vùng 15, sâu hơn thì vùng 14. Sau đó thì kỳ vọng nó lại có một cái nhịp long ngắn ngắn đến đây. Đó, tức là nó đi nó đi ngang. Đó, nó đi ngang được như vậy là tốt để nó gì ạ? Nó chờ đợi cái thêm cái thiên hướng của cả thị trường chung. NBB đầu tuần đánh tốt thế, hai phiên kết tuần thì lại hỏng luôn. Đấy, nó dâng lên được vùng dâng lên được kháng cự 18.5 rồi mà không bật lên được. Như thế này lại hỏng, bởi vì sao? Bởi vì nó lại bị mất vùng 17 đây rồi. Khi mất vùng 17 thì thiên hướng sẽ về vùng 16, thậm chí là có thể test lại ở đây nữa là vùng 15 đến vùng 15.5. Đầu tư công thì đối với đầu tư công trong định về mặt định hướng nó sẽ rơi vào khoảng tầm quý 4 và nó lan sang khoảng quý 1 của năm 2023. Tuy nhiên là trong ngắn hạn thì thị trường chung nó xấu quá nên là thằng này nó cũng chả trụ được. FCN thì ở đây có
biên hỗ trợ kỹ thuật ở đây vùng 9.9.3. Ngắn hạn thì kháng cự ở vùng 10.10.2. Như vậy là FCN sẽ có nhịp long lên quanh 10 cộng, sau đó thì nó sẽ xả xuống ở quanh biên 9 đến 9.3, và tạm thời thì đánh giá thêm, quan sát thêm cái xu hướng kỹ thuật ở trong cái biên này. VCG cũng là một trong những mã cổ phiếu trọng tâm của đầu tư công. Tuần vừa qua thì nó đã hồi khá là tốt, cái đến kết tuần thì nó chưa xấu lắm, nhưng mà nhìn chung thì cũng không đạt lắm. Nó vẫn giữ được cái biên 15.5 ở đây là tạm ổn. Như vậy tuần tới thì nó sẽ kiểm tra lại biên 15.5, điểm sâu hơn thì ở quanh vùng 14.5. Và kỳ vọng là gì? Kỳ vọng ở đây là LCG sẽ ổn định được ở khoảng biên 14 đến khoảng biên 16, trước khi nó chờ đợi những cái tín hiệu ấm lên của thị trường. C4G phiên ngày hôm qua tăng khá là tốt, bật được lên cái biên ở đây, nó là biên 9.2, nhưng phiên ngày hôm nay thì lại hỏng. Đấy. Một phiên đánh, một phiên xịt, hơi khó, đúng không? Rất khó khăn. Lực cầu thì đang khá là thấp, nên là với cái lực cầu nó thấp như này thì cổ phiếu nó cũng sẽ chưa thể bật mạnh được. Đường MACD thì đang có một cái tín hiệu dâng dâng lên rồi, như vậy là cũng tạm tạm. Ngắn hạn tuần tới C4G sẽ tiếp tục kiểm tra lại ở đây, đó là biên 8.7, điểm sâu hơn có thể ở vùng 8, vùng 7.6 đến vùng 8. Thì tùy tình hình, nói chung là hiện tại thì chúng ta cũng chưa thể kỳ vọng rằng là ông tăng được đâu, mà ông đi ngang, ông tích lũy và ông không thủng là hạnh phúc rồi. Cặp tiếp theo đó là HDG đã có lực hồi, và lực hồi này thì sẽ mắc chạm lên khoảng vùng 30-31 là vùng kháng cự. Trước đây nó thành hỗ trợ thì bây giờ nó thành kháng cự ngắn. Như vậy thì tuần tới chúng ta sẽ có những cái điểm hỗ trợ quanh vùng 27.4, điểm sâu hơn thì nó sẽ test lại quanh vùng 25. HDC cũng đã có một lực hồi. Lực hồi của HDC thì khá là tốt rồi. Tương đối tốt khi mà nó đã bẻ được pha xu hướng của đường MACD. Trong tuần, về bản chất trong tuần thì cũng có đề cập đến câu chuyện là nó sẽ phải quay trở lại về vùng 27, và trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì một mút nến test về vùng 27, sau đó rút chân lên, và phiên ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm thì nó đánh 3 phiên 3 cây rất là tích cực, và nó suýt soát kéo lên được đến khoảng vùng 35. Thì vùng 35 ở đây nó bây giờ nó sẽ trở thành những vùng kháng cự ngắn, anh chị lưu ý như vậy. Đó, kéo về vùng 35 thì kiểu gì nó cũng sẽ chỉnh cung, và chỉnh đẹp tuần tới, chỉnh đẹp ở biên 30 đến khoảng biên 30.8. Đó là chỉnh đẹp. Tích lũy ổn định ở đây, rồi lại có lực long lên ở đây, chạm vùng 35 rồi nó lại xả lại phát nữa. Đó, nó cứ xả đi xả lại ở quanh cái vùng này và nó tích lũy lại được, như vậy là tốt. 55 NLG. 55 ở đây, đó, tuần vừa qua chạm 23.5 đến vùng 24 là kháng cự, hỗ trợ kỹ thuật ở đây 21 đến khoảng vùng 22. Và đối với 55 cũng như vậy, một cái góc độ kỳ vọng là gì? Ông đừng có thủng nữa, nhưng ông cứ long lên rồi ông đạp xuống, rồi ông long lên, ông đạp xuống, ông đi ngang như vậy. Đấy cũng là tốt rồi. Để làm gì? Để sau một cái giai đoạn như vậy, thông thường là sau một cái giai đoạn như vậy thì nó sẽ hình thành nền, rồi nó có những cái tín hiệu kỹ thuật. Ví dụ, vào một ngày đẹp trời, nó đánh khoảng tầm 5 triệu cổ phiếu và giá vượt thoát vùng 24 cộng ở đây. Ví dụ thế, một cây nến xanh đè lên. Đó, đè lên với một cái vôn đánh khoảng tầm 5 triệu thì đây là gì? Đây là tốt rồi. Thế là cây nến này là có thể mua full cổ phiếu. Ví dụ thế. Sau khi một cái giai đoạn tích lũy chúng ta mua ở đây. KDH, KDH thì nhìn chung vẫn đang yếu. Sau một nhịp long lên thì KDH sẽ chỉnh. Điểm chỉnh thứ nhất là về 22. Phiên ngày hôm nay nó bị thủng vùng 22. Với lực bán cũng tương đối mạnh. Chính vậy nên là tuần tới sẽ có ở đâu đó khoảng quanh vùng 20 đến khoảng vùng 21, 20 đến khoảng vùng 21 đó, và tích lũy ở vùng này. Đó, thì nhìn chung là nhóm ngành bất động sản ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến các anh chị, chủ yếu là thiên về kịch bản đi ngang, chỉnh giảm, tích lũy, tạo nền, chờ đợi những cái tín hiệu tích cực hơn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích sang một cái nhóm ngành rất là quan trọng, đó là nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Thì đến thời điểm hiện tại là banh đang là tốt nhất các anh chị, banh đang tốt.
Và nhóm banh thì cũng đã được nhấn mạnh ở trong các bản tin tuần, và sau đó kể cả bản tin ngắn thì cũng đã có phân tích khá là kỹ cho các anh chị rồi. Vietcombank phiên ngày hôm nay một phiên chỉnh cung khá là tốt. Đấy, điểm chỉnh trong bản tin phân tích tuần thì chúng ta có dự kiến là nó sẽ test lại đâu đó khoảng quanh vùng 70. Điểm test khá là sâu và càng sâu càng tốt, và đây là một cái nến doji thoát lên rất là mạnh. Thì với việc mà một cái nến doji nó thoát lên nó mạnh như này thì tuần tới cái điểm mà nó sẽ kiểm tra lại, ít nhất nó sẽ kiểm tra lại quanh vùng 72. Đó. À xin lỗi cả nhà, 70. Sau đó thì nó có thể tiếp tục test lại ở khoảng quanh vùng 68.5, 69 ở đây. Đó, để hướng hướng cản đầu tiên là tiếp tục break lại vùng 74, sau đó sẽ hướng lên vùng 78. MBB MBB thì cũng đang đánh khá là sát với những cái ý đồ mà Hùng đã đặt ra ở đây. Đó, kể cả trong cái bản tin tuần video số 148, 149. Bây giờ tuần vừa rồi 150 thì MBB có một cái vùng 16 ở đây các anh chị nhé. Nó long lên. Cái điểm long này mắc sẽ chạm vùng 18.5 và nó sẽ sọc lại. Trong tuần video 149 thì nó đã lấp lại vùng 16, và cái nến liền sau đó thì nó đã lấp rất là đẹp ở đây. Và tiếp tục nó long lên, và tuần này nó lại tiếp tục tiệm cận lại vùng 18.5 là vùng kháng cự, và nó lại đạp lại. Thì cái đạp ngày hôm nay rất là tuyệt vời. 24 triệu cổ phiếu được khớp, đường mát tiếp tục hướng xanh. Một cây nến doji, đây gọi là nến búa đi, nến búa với một cái mút nến đóng nến cao nhất trong ngày. Cao nhất trong ngày, như vậy rất là đẹp. Và trong bản tin tuần chúng ta có nói đến vùng 17, 17.5 đây các anh chị. Thì ngay phiên thứ hai là nó về vùng 17, phiên ngày hôm nay thì về đến tận vùng 16.5 rút chân lên. Như vậy là chúng ta nếu có mua thì chúng ta mua quanh vùng 17 thì vẫn thắng. Đến tại thời điểm này là như vậy. Đấy là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật để giúp chúng ta có những điểm cân. Nhìn về mặt thiên hướng kỹ thuật, tuần tới khỏe thì nó sẽ quanh quanh các anh chị nhá. Tại vì tuần tới thì nó cũng đang khá là khó lường, nhưng mà nhìn cái cách đi của em này như vậy quanh vùng 17.3. Đấy. Khả năng là sẽ có ở quanh vùng 17.3. Hoặc nếu không thì là phiên ngày thứ hai là nó sẽ tạo gap để nó kéo đi luôn. Thì bây giờ đối với MBB là còn một cái cản duy nhất ở đây nữa thôi, cản 18.5. Break cản 18.5 với lực cầu mà cứ quẩy khoảng tầm 24 25 triệu này thì đẹp quá. Thì phê đấy. Đó. VPBank cũng đẹp rồi. VPBank như chúng ta có phân tích những góc nhìn từ cái vùng 14 14.5. Sau đó thì đến cái vùng ở đây đó là vùng 15.4. Tiếp tục tuần vừa qua thì Hùng có phân tích về vùng 16, các anh chị nhìn thấy phiên ngày thứ hai đấy ạ. Nó về 16 luôn đấy ạ. Thậm chí là nếu mà đặt khéo khéo thì còn có vùng 15.8, 15.9, 16. Rồi và nó sẽ tiếp tục công cái vùng kháng cự tiếp theo ở đây đó là vùng 18. Tiệm cận đến vùng này thì nó sẽ chỉnh cung. Và phiên ngày hôm nay chỉnh cung cũng đẹp luôn về vùng 16.5, tuần tới khả năng vẫn còn vùng 16.5. Đó, nó sẽ test lại quanh vùng 16.5 trước khi mà nó hình thành tiếp một cái nhịp long ở đây. Và đối với VPBank thì cái cản cuối cùng của nó đó là vùng 18 thôi. Và bay được vùng 18 thì đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi. Bit cũng rất là ok rồi, và đến thời điểm hiện tại thì trong tuần chúng ta có dự kiến những cái điểm chỉnh lại của Bit ở quanh vùng 33, 32.5 đến khoảng vùng 33. Tuần này thì nó đóng cửa vùng 33.3, như vậy là cũng suýt soát với những cái điểm gì ạ? Cái điểm tạm gọi là điểm hỗ trợ, một cây nến rút chân lên cũng rất là đẹp. Và với một cây nến rút chân như này, khả năng là nó sẽ chưa chạy ngay được và nó sẽ còn có một điểm gì trả lại cái một phần của cái của cái cây nến này. Đó thì như vậy là nó có thể nó sẽ test lại ở khoảng khoảng quanh vùng 32.5 một nhịp nữa. Rồi, sau đó thì tích lũy ổn định ở vùng này và tiếp tục hình thành một cái trend kỹ thuật long ở đây. Lực cầu phiên ngày hôm nay cũng khoảng tầm 2 triệu rưỡi cổ phiếu trên một phiên, như vậy là tạm ổn rồi. Bit mà bắt tầm đấy là tạm ổn. Công thương cũng đẹp. Công thương hôm nay cũng có một cây nến tuyệt vời. Nói chung là cây nến tuyệt vời, đóng cửa ở vị trí cao nhất phiên. Đó, đóng cửa vị trí cao nhất phiên. Và trong phiên thì cái trong cái phân tích dự báo, kể cả trong phiên giao dịch ngày thứ hai ấy, thì chúng ta chỉ nói là khoảng quanh vùng 23, nó khoảng vùng 23.4 thôi. Đó, cái nến thứ hai nó test về đây và đến cái đến ngày hôm nay thì cũng như vậy. Cá biệt nó sâu hơn, nó rút chân khá sâu từ 21.7 đến khoảng vùng 22. Đó, khá sâu, phân kỳ vẫn đang là phân kỳ tăng, đường MACD vẫn đang hướng lên xanh mướt đẹp. Và với một cái nến giá trị như thế này, 14 triệu cổ phiếu.
được khớp ở trong phiên ngày hôm nay. Và giá đóng cửa cao nhất phiên rất là đẹp. Mục tiêu ở đây á thì nó sẽ công lại vùng 25 và xa hơn sẽ hướng lên vùng 26 đến khoảng vùng 26.5. Công thương đẹp. Techcombank cũng ổn rồi. Hiện tại là ổn rồi. Lực cầu bắt trung bình khoảng tầm 12 triệu cổ phiếu trên một phiên, như vậy là tốt rồi. Cứ bắt mạnh mẽ lên là được. Như vậy là đối với Tech thì nó cũng đã có một cái nhịp long và điểm chỉnh cung ngay phiên ngày thứ hai, là nó đã test cung. Sau đó nó kéo lên thì cái biên kháng cự ngắn của nó bây giờ nó rơi vào vùng 26.5 và tiếp tục test cung chỉnh nền, và phiên ngày hôm nay thì nó cũng đã test về quanh vùng 24. Khá là ok. Như vậy sang tuần tới khả năng vẫn còn ở quanh vùng 24. Các anh chị, rồi nó sẽ long lên, sọt xuống ở quanh cái vùng biên này thì chúng ta sẽ canh để chúng ta gom. Và cái điểm cân bằng của Techcom khả năng sẽ ở dao động ở khoảng quanh vùng 24 để nó chờ đợi thêm cái thiên hướng kỹ thuật. Đến lúc mà cổ phiếu này break được cái vùng 26.5 thì đấy sẽ là gần như là những cái điểm mua cuối cùng của Techcombank ở trong nhịp này. STB thì nó đang hơi chậm nhịp hơn so với các bank khác, và chúng ta phải tiếp tục quan sát nó. Đối với STB thì vì sao lại phải quan sát, bởi vì sau một cái nhịp tăng lên nó sọt xuống đây phiên ngày thứ hai đấy anh chị nhá, thì nó đã chỉnh cung kỹ thuật lại quanh vùng 16, thậm chí ở đây là có điểm 15 mấy đấy này 15 năm đó, và nó tiếp tục long vượt lên đấy, vùng kháng cự ở đây là vùng 17.3, rồi nó tiếp tục sọt lại ở quanh vùng 16 đó, rồi như thế nào nữa, rồi khả năng tuần tới nó sẽ vẫn còn những cái điểm test lại đó, nó test cung kỹ thuật lại mà không thủng cái vùng 15.5 đến khoảng vùng 16, đấy là tín hiệu kỹ thuật rất là tốt của STB. Ngắn hạn thì vùng cản mạnh của STB đó sẽ nằm ở vùng 18.5 đến vùng 19, đấy là vùng cản mạnh của STB. Liên Việt Postbank thì cũng đã có dòng tiền bắt khá là tốt rồi, trong tuần nó tiếp tục phục hồi và nó kéo lên vùng kháng cự 12.3. Thì khi kéo kháng cự này nó sẽ chỉnh cung, điểm chỉnh đầu tiên là nó sẽ chỉnh lại vùng 11.5, chính là cái cản đầu tiên. Cái điểm chỉnh thứ hai đó là quanh vùng 11, và cái điểm chỉnh thứ ba có thể tính toán đó là vùng 10.3 đến khoảng vùng 10.5. Nhìn trên thiên hướng kỹ thuật đó, tuần tới thì chắc chắn rằng là Liên Việt Postbank nó sẽ chỉnh cung tiếp lại ở vùng 11, và tại cái vùng 11 này thì cũng sẽ tiếp tục đánh giá thêm cái thiên hướng kỹ thuật của nó quanh đây. SHB trong tuần, trong 2 tuần 3 tuần lại đây thì SHB cũng đang hình thành được một cái gì đấy các anh chị, một cái phân kỳ tăng ngắn hạn. Và để hình thành được cái phân kỳ tăng ngắn này thì nó cần thỏa mãn những cái điều kiện gì thì Hùng đã có phân tích rất là kỹ, rất là chi tiết trong các bản tin tuần. Tuần này thì nó tiếp tục công lại vùng kháng cự 12 và nó bắt đầu đi vào một cái nhịp chỉnh cung. Nhịp chỉnh của ngày hôm nay nó rơi vào về vùng 10.5 đến vùng 10.8, khá là đẹp. Rất là đẹp luôn. Đó, và đối với SHB thì Hùng cũng đã có những cái phân tích khá là kỹ về mặt có anh bên bộ phận định giá thì anh bảo là SHB bây giờ đang khá là tốt. Và trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng có phân tích thêm mã cổ phiếu Tech này. Rồi SHB thì vùng 10.5, 10.8 chúng có thể canh mua thêm để canh mua mới. Khoảng 9:04. Đó, tức là ngay trong phiên ATO. ATO thì đã có phân tích, VX cũng được, tí nữa thì sẽ phân tích thêm. Đó thì SHB cũng khá là ổn rồi các anh chị, 10.5 đến 10.8 thì chúng ta bắt đầu thu gom dần dần. Và kỳ vọng ở đây đó là gì, SHB cũng tiếp tục nó đi sideways ở trong một cái biên hẹp. Đó, 10.5, 10.8, 11 rồi nó long lên khoảng tầm 12 rồi nó lại đạp xuống, nó cứ đi như vậy. Và chờ đến một cái cơ hội nào đó nó tốt và thị trường nó thuận để nó break vùng 12. Thì khi mà nó break vùng 12 thì chắc chắn là lực cầu nó sẽ kéo khoảng tầm 30-40 triệu cổ phiếu trên một phiên. Đó, và khi nó kéo như vậy thì đấy gần như đấy là sẽ là cái điểm mua cuối cùng của cổ phiếu SHB. Cổ phiếu trong tuần thì có thêm mấy cái mã cổ phiếu ngân hàng, ví dụ như cổ phiếu OCB. Ngân hàng OCB hiện tại cũng rất là ổn áp rồi đấy các anh chị. Nó cũng đã hình thành được một phân kỳ tăng ngắn hạn, và cổ phiếu này thì một số các anh chị em cũng đang cầm. Đó, thì trong tuần đồng có phân tích cho các anh chị ở vùng 13.3 đến khoảng vùng 13.5 là cái vùng mà chúng ta có thể tiếp tục thu gom được. Thì trong phiên kết tuần thì nó đã có cái vùng chỉnh cung kỹ thuật để cho anh chị thu gom.
Trong ngắn hạn thì nó chỉ còn một cái cản nhỏ nhỏ này nữa thôi. Đó, nó break được cái cản cản ngắn này này. Đó, cái cản ngắn này đâu đó ở khoảng quanh vùng 14.5 đấy các anh chị. Đó, nó break được cái cản 14.5 với một cái lực cầu xác nhận khoảng tầm độ 3 4 triệu cổ phiếu trên một phiên, thì như vậy đấy cũng có thể coi là cái phiên mua cuối cùng của cổ phiếu OCB. Cổ phiếu VIB ngày hôm nay nằm sàn, nhưng mà VIB cũng đã có một cái lực bắt tương đối là tốt, và cái việc mà cổ phiếu VIB chỉnh cung là hoàn toàn xác đáng thôi. Nhịp long thứ nhất là VIB đã kéo từ vùng 18 lên vùng 21 rồi, sau đó nó chỉnh cung, và cái điểm chỉnh cung ở đây 19 19.5 hoàn toàn hợp lý. Phiên ngày thứ hai nó test điểm này quanh vùng 19, và phiên kết tuần nó cũng test điểm 19 rất hợp lý. Đó, và tuần tới thì khả năng vẫn có những cái điểm ở quanh vùng 19 19.5, nếu mà các anh chị đang cầm VIB thì cũng có thể mua. Cổ phiếu TP Bank ở trong thời điểm này cũng khá là ok rồi, lực bắt khá là tốt, đường MACD đang hướng lên, như vậy là ổn rồi. Và nó cũng đang hình thành được một cái phân kỳ tăng. Đó, và phân kỳ tăng này á 19.3 long lên ở khoảng quanh vùng 20 mấy đấy ta, 21. Sau đó chỉnh cung về quanh vùng 20, cây đến ngày hôm nay là cây đến cực kỳ giá trị rồi, giá trị luôn. Nó test về quanh vùng 20 và nó rút chân lên lại được vùng 21 cộng. Như vậy tuần tới thì nó sẽ có thêm cái thiên hướng kỹ thuật, chắc chắn là gì? Chắc chắn là nó sẽ kiểm tra vùng 21 rồi. Đương nhiên, và nó sâu sâu hơn, nó mà mám xuống dưới này một tí này. Đó, các anh chị mà khi đặt mua đúng không ạ? Thì chúng ta phải ke ke mà mám xuống dưới này tí. Quanh vùng 20.4, đó, ví dụ thế. 20.4. Đó, vậy thì chúng ta sẽ có vùng 20.4 này, 20.6 này, 20.8 này, 21, ví dụ thế. Thì đấy là những cái phương pháp mà chúng ta dò tìm những cái điểm mua vị thế. Ok, và TP đoạn này cũng đẹp rồi. Nhìn chung thì chúng ta sẽ tập trung nguồn lực trong cái nhịp này đánh banh đi các anh chị. Đó là khuyến nghị chung cho tất cả nhà đầu tư trong giai đoạn hiện tại. Nhóm ngành chứng khoán chúng ta cũng sẽ điểm qua nhanh. Chúng ta xem được cái thiên hướng kỹ thuật. Thì đối với nhóm ngành chứng khoán á, là nó sẽ tạo phân kỳ tăng chậm hơn so với nhóm ngành banh. Tức là có thể banh sẽ kéo đầu, sau nó sẽ đến nhóm ngành chứng khoán. Và nhóm ngành chứng khoán thì như Hùng có phân tích và có đề cập đó là gì, chúng ta phải quan sát thêm. Và hiện tại thì đối với nhóm ngành chứng khoán nó đang thiên về kịch bản đó là mô hình hai đáy. Còn sau cái mô hình hai đáy thì nó mới tạo thành được một cái phân kỳ tăng. Và chỉ cần test thành công mô hình hai đáy thì cũng là một cái thành công của nhóm ngành chứng khoán rồi. VCI đã có một lực long này thì đây. Trước đây nó là hỗ trợ thì bây giờ nó sẽ trở thành một cái kháng cự ngắn ở đây khoảng quanh vùng 27. Nó chỉnh cung một cây này chỉnh rồi thì sẽ có thêm cây thứ hai chỉnh quanh vùng 24, đấy là vùng dự kiến chỉnh cung 23.5 khoảng vùng 24 của VCI tuần tới. Cổ phiếu VND thì nó cũng chắc là liên quan đến vụ trái phiếu gì đó nên là nó cũng bị bán tương đối là mạnh. Thì trong tuần VND có lực cầu bật lên, tuy nhiên cũng có nói rồi với anh chị rồi, đó là quanh vùng 11 chắc chắn VND sẽ có cái gì, có cái sự test lại. Nó kéo về quanh vùng 13 thì nó sẽ kéo trả lại quanh vùng 11 và nó cái thiên hướng về mặt kỹ thuật là tuần tới thì nó sẽ nằm ở khoảng tầm vùng 10.8 đến vùng 11. Đó là kỳ vọng. Đấy, mà giữ được cái tầm vùng 10.8 đến vùng 11 như vậy cũng là rất là tốt rồi. Cổ phiếu SHS đã có một lực long và lực long này á, nếu như long mắc thì nó sẽ đây các anh chị, vùng 9 sẽ là vùng kháng cự, đây kháng cự đây. Bên này nó cũng như vậy thôi. Và khi chạm về đến những cái vùng kháng cự này thì thông thường cổ phiếu sẽ chỉnh, và nhịp này thì nó cũng đang gì ạ, đang test tích lũy chỉnh rồi. Tuần tới để hình thành được một cái phân kỳ tăng ngắn hạn ở đây, ít nhất là ông phải chỉnh quanh 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 vùng 7.35, 7.35 thì đẹp. Nói chung đấy, 7.35, 7.4. Về đến đây. Rồi rồi lại phải long lại. Như vậy là để mà nó hình thành được một cái nhịp tăng này thì nó sẽ đi ở trong một cái biên hẹp. Và cái biên hẹp đó thì có thể kỳ vọng đó là quanh vùng 8 trước khi mà nó phát đi tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Ví dụ nó long vượt vùng 9 với một lực cầu đánh tươm tươm nó khoảng tầm độ 25 triệu cổ phiếu ví dụ thế. Thì đấy sẽ là những cái điểm mua cuối. Đó. Còn trong cái giai đoạn mà nó cứ đi như thế này thì cứ gom từ từ. Đó.
MSCI MSCI cũng đã có một cái lực long, và lực long này thì đương nhiên nó sẽ quay trở lại, nó chỉnh cung thôi. Nhìn về thiên hướng của cái phiên đánh của phiên ngày hôm nay như vậy á, thì sẽ tiếp tục quay trở lại test cung, và điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 15. Đó, vùng 15 mà giữ được là tốt. Trong trường hợp nếu như vùng 15 thủng thì phải tính toán ở vùng 13, à vùng 14. Tất nhiên là chúng ta phải chờ thêm cái điểm điểm mà nó chỉnh lại quanh vùng 15 này đã, rồi chúng ta sẽ tính toán thêm. HCM hiện tại là khỏe khỏe hơn so với SSI. Thứ nhất đó là gì? Nó cũng có một cái mô hình khá là hay ở đây. Đó, hai cái vai, cái đầu nó thõm xuống cái vai bên này. Đó, vậy thì cái vai bên này á, khi nó long lên thì nó sẽ mắc, nó sẽ chạm về 21.5 đây rồi, và nó sẽ chỉnh lại. Phiên ngày hôm nay có rút chân lên. Tuy nhiên lực rút rút chân này thì cũng chưa được tích cực đâu. Chính vậy nên ít nhất là nó sẽ test lại mút nến ở quanh vùng 20, còn sâu sâu hơn ở đây thì chúng ta sẽ tính ở vùng 19.5 đến 19 đến khoảng vùng 19.5. Đó, về đến đây và nó tiếp tục long lại chạm 21.5 và nó đi đi như nào anh chị? Đi ở quanh một biên hẹp. Đấy, kỳ vọng nó đi ở trong một biên hẹp, sau đó thì nó sẽ đi biên hẹp ở khoảng quanh biên 20 đến khoảng biên 21. Chờ tín hiệu. Nhóm chứng khoán thì chúng ta phải chờ thêm tín hiệu. MBS như vậy trong tuần thì MBS cũng đã chỉnh tương đối khá là sát với dự báo ở quanh vùng 12. Nhìn về binh tình này, tuần tới thì sẽ đi dao động ở khoảng quanh biên 12 cộng trừ 0.3. MCTS đã có một cái lực long ngắn. Lực long này thì chạm về đây, đó là vùng kháng cự 12, sau đó nó sẽ sọc lại. Điểm sọc quanh vùng 11, điểm sọc sâu hơn đó là vùng 10.1 đến khoảng vùng 10.5, và nhìn về thiên hướng kỹ thuật này thì tuần tới sẽ có quanh vùng 10.5. Còn vùng 10.1 hay không, có hay không thì chúng ta đánh giá thêm, nhưng khả năng là 10.5 thì sẽ quay test lại. BSI cũng đã có một nhịp long xong thì nó sẽ quay lại, nó chỉnh cung. Điểm chỉnh kỹ thuật ở vùng 17.4 và phiên này thì nó đóng ở vùng 17.5, tức là khá sát với cái điểm chỉnh cung. Chính vậy nên là chúng ta sẽ phải cần chờ thêm một cái cây nến của ngày thứ hai nữa để chúng ta đánh giá xem là à như vậy cái vùng 17.4, 17.5 này có giữ được không. BBS cũng đã có một lực long này xong á thì nó sẽ quay lại, nó test lại cung. Điểm test đầu tiên là 16 thì điểm test 16 này nó bị thất bại ở trong phiên ngày hôm nay. Chính vậy nên là nó sẽ chỉnh tiếp về quanh vùng 15. Và nhìn về thiên hướng kỹ thuật phiên ngày hôm nay thì nó đạp tương đối mạnh, nhịp đạp tương đối mạnh mà giá đóng cửa lại khá là sát với biên dưới. Chính vậy nên là sẽ còn một phiên chỉnh nữa. Đó. Như vậy thì thiên về kịch bản là chỉnh xuống dưới vào biên 15 cộng trừ 0.4, tức là nó sẽ nằm ở khoảng tầm 14.6, 14.6, 14.5 ở đây trong tuần tới. AGR cũng đã có một lực long nháp ở đây, thì các anh chị nhìn đây, đây cũng là một lực long nháp, sau đó gì ạ? Nó sẽ test lại cung. Thì nhịp này nó cũng như vậy thôi, nó kéo lên và nó tiếp tục test lại gì ạ? Hỗ trợ ở đây. Tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục kiểm tra biên 6.7 đến 6.7 đến vùng 7 các anh chị. Đó. Test thành công ở vùng này và nó lại có một cái lực long lại như vậy thì là tốt. Đó là tín hiệu tích cực, tức là nó bắt đầu đi sideways và đi ngang. Và nó đi được ở trong một cái biên 7 đến khoảng biên 7.7 như vậy là tốt. Nó đi để nó làm gì ạ? Nó chờ đợi. Nó chờ đợi thị trường, nó chờ đợi rất nhiều thứ. Đấy, nó chờ đợi rất nhiều thứ và nó đi ngang được như vậy là tốt. VIX cũng là một mã cổ phiếu được khuyến nghị đáng để đầu tư. Cầm nắm. Thì đối với VIX là nó đã có nhịp long 1, nhịp xả 2. Thì nhịp xả này đầu tiên nó sẽ về vùng 7, nhưng mà vùng 7 hôm nay hơi hơi đuối. Hơi đuối con gà chuối. Hôm nay bị đạp sàn. Chính vậy nên là có thể phiên ngày thứ hai nó có một lực hồi đây. Sau đó thì nó gì ạ? Nó sẽ kiểm tra lại 7, nhưng mà sơ sơ nếu mà nhìn nhìn ngắm ngắm ấy. Tất nhiên là cái vùng 7 sẽ dự báo là vùng cân bằng. Chính vì vậy nên là cổ phiếu nó sẽ gì ạ? Nó sẽ vật vờ quanh 7. Nó đánh lên trên 7 cộng rồi nó lại chỉnh lại qua 7 cộng và nó đi vật vờ như vậy. Và ông cũng kỳ vọng là cái sự vật vờ đấy của VX nó sẽ nằm được ở trên cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây hiện tại là vùng 6.6.
APG thì tuần này không đạt rồi. Sau khi mà bởi vì là đối với APG thì cũng đã có dự báo cái tính toán một cái kịch bản là xấu hơn. Đó là sẽ về vùng 3 đến khoảng vùng 3.5, và như vậy thì tuần tới với cái tín hiệu này thì tuần tới nó sẽ có vùng vùng 3.5 mà chắc chắn rồi. Còn vùng 3 hay không thì sẽ chờ để chúng ta đánh giá thêm. Cổ phiếu ORS trong ngắn hạn vùng 8.5 là hỗ trợ đây. Nó cũng đã có những cái điểm long lên sọt xuống, nói chung là tuần tới có thể test lại vùng 8 rồi kéo lên vùng 9 rồi lại test lại quanh vùng 8.5, nói chung là gì, đi ngang. Và trong cái thời điểm hiện tại mà ông đi ngang được ở cái biên 8 đến biên 9 cũng là hạnh phúc lắm rồi. Chờ thời đấy, phải chờ thời các anh chị, không làm gì được. TCI chỉnh cung tuần vừa rồi, chỉnh gãy mất 7.2, phiên kết tuần hơi xấu, mất 7 thì đây về 6.5. Như vậy thì tuần tới chúng ta sẽ đánh giá thêm ở quanh vùng 6.5 rồi lại có biết đâu lại có một lực long lên ở đây, nói chung là đi ngang, và cái biên cân bằng dự kiến ở khoảng quanh vùng 7 đối với TCI. Điểm qua nhanh nhóm ngành phân đạm một tí, bởi vì nhóm này các anh chị cầm khá là nhiều. Thì tuần vừa qua Đạm Cà Mau tiếp tục công lại vùng 34 và nó công không thành nên là nó bắt đầu chỉnh cung khá là mạnh. Kết tuần thì nó bị mất vùng 29.29.5 đó, và như vậy là nó về đến tận vùng 28.5. Khả năng tuần tới thì nó sẽ test sâu hơn về quanh 27.5, vùng 28 đánh giá thêm. Đạm Phú Mỹ cũng có một cái nhịp chỉnh khá là mạnh trong cái nhịp này, trong cái nhịp mà video tuần 148 nhỉ, thì cũng có cảnh báo cho anh chị vùng 49 đến vùng 50 là vùng kháng cự rất là mạnh. Và nó chỉnh nhịp này nó long lên và nhịp này thì nó đang chết lại. Như vậy thì với cái thiên hướng kỹ thuật như này thì Đạm Phú Mỹ sẽ có vùng 39 đến khoảng vùng 40 của tuần tới. BFC thì nhìn chung trong tuần vừa qua không xấu cũng không đẹp, đi ngang tích lũy. Biên cân bằng ở quanh vùng 17, hỗ trợ kỹ thuật ngắn ở vùng 15.5, vùng 16. Cổ phiếu LAT này, LAT đã. LAT thì cũng như vậy thôi. Quanh vùng 8 cộng trừ 0.3. CSV là một mã cổ phiếu mà mình kỳ vọng là nó break. Cái tuần này nó rất là đẹp rồi này, nó là break được vùng, thoát được vùng 40 rồi. Nhưng mà cây nến liền sau nó thì nó test những cái vị thế test của nó ở quanh vùng 38. 38 bị thất bại, sau đó tiếp tục vùng 36.5 bị thất bại. Vùng 36.5 bị thất bại thì nó sẽ về đâu? Nó sẽ đi về vùng 33 đến khoảng vùng 34. Như vậy thì sau một cái cây nến gáp giảm ở đây thì ở đây này các anh chị nhìn thấy đây cũng là một cái cây nến mà nó có một cái tín hiệu kỹ thuật là thích hợp và phù hợp với cái phiên giao dịch của ngày thứ hai. Nhưng mà phiên ngày thứ hai cũng sẽ là một cái phiên bản lề để chúng ta đánh giá thêm cái kịch bản phục hồi của CSV tại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, đó là vùng 34, quanh vùng 34 đến khoảng vùng 35. Trong trường hợp nếu mà để mất vùng 33 ở đây thì như vậy là đấy là một tín hiệu kỹ thuật khá là xấu của CSV, chúng ta lưu ý. Cổ phiếu DGC chạm vùng 80 trong tuần vừa qua, nhìn về mặt thiên hướng kỹ thuật thì nó đang quay trở lại test cung, và những cái điểm test cung này thì nó cũng không hẳn là chưa hẳn là xấu. Nó trả lại, nó vẫn đang giữ lại được ở đây vùng bao nhiêu, đây là vùng 70. Như vậy thì xu hướng kỹ thuật ở trong tuần mới nó sẽ có thêm những cái điểm test kỹ thuật 70, và khả năng thôi, đấy là ông lường trước cái khả năng nếu như thị trường xấu. Và thực sự là thị trường nó cũng đang có những cái tín hiệu mà hoàn toàn có thể là gì ạ, có thể chỉnh cung ở tiếp một cái phiên nữa ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai. Do đó thì đối với DGC là các anh chị dự phòng cái khả năng là vùng 66.5 đến khoảng vùng 68 sẽ là vùng gì ạ, mà em này sẽ test lại cung cầu ở vùng này. Ok, như vậy là về mặt danh mục cổ phiếu thì cũng sẽ tạm dừng ở đây, và chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái nội dung thứ hai, nội dung đánh giá trong tuần vừa qua, và có một vài ý cho xu hướng của tuần mới. Thì tuần video số 150, Hùng đã có những cái dự báo về những cái khó khăn của thị trường, đó là thị trường có thể sẽ tiếp tục có những cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật đó. Thì đối với VN30 và phái sinh và index thì chúng ta có vùng kháng cự, cũng có phân tích khá là chi tiết vùng kháng cự, cùng với đó
thì có những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đó. Ví dụ đối với chỉ số VN30 chúng ta sẽ tính toán ở biên 1.000 đến 1.005, và sau đó thì 980 đến 990 thì chúng ta cùng nhìn lại ở trong tuần vừa qua thì chỉ số VN30 chúng ta sẽ đang vận động như thế nào. Thì đây, cái sọc đứng này chính là video tuần 150. Ngay trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì chỉ số VN30 chính thức là test lại về vùng hỗ trợ 1, vùng 1.000 đến 1.005 đây các anh chị. Sau đó nó bật long và chúng ta cũng có một cái vùng kháng cự của chỉ số VN30 ở vùng 1050 đến 1060. Đây, ok các anh chị. 1050 đấy là vùng viết bị thiếu đấy, thiếu mất số 0. Chứ không phải 105 đâu, 1050 đến 1060. Và trong cái điểm mà long long bật đó thì chỉ số VN30 của chúng ta chạm vùng 1050 và nó lại bắt đầu gì ạ? Tiếp tục chỉnh cung. Đó, nó tiếp tục chỉnh cung và chúng ta dừng lại đây đã. Tức là gì? Kháng cự tuần của VN30 trong tuần vừa qua đó là 1050 đến 1060. Hỗ trợ kỹ thuật tuần sẽ là 1000 đến 1005 và biên thứ hai là 980. Đó, thì đến phiên giao dịch của ngày hôm nay thì chính thức là VN30 của chúng ta chạm vùng 980. Cái câu chuyện là khi mà chỉ số VN30 thủng vùng 980 ấy, thì Hùng lại tiếp tục phân tích một cái vùng tiếp theo, đó là vùng vùng 965 đến 970. Đấy là cái vùng mà dự báo trong cái phân tích kỹ thuật dự báo đối với chỉ số VN30, và kể từ đây thì VN30 bắt đầu có một lực phục hồi long. Còn đối với chỉ số phái sinh, chúng ta có dự báo trong tuần nó sẽ tiếp tục kiểm định cái vùng kháng cự 1038 đến 1040. Và các cái điểm chỉnh cung hợp lý thì chúng ta cũng tính toán ở quanh vùng 1.000 điểm và sau đó biên 980. Chúng ta cùng nhìn lại cái hình ảnh của phái sinh ở trong tuần vừa qua. Đây anh chị. Đó, trong phiên ngày thứ hai thì ngay lập tức là chỉ số phái sinh đã gì ạ? Sọc về quanh vùng 1.000 điểm. Và đến chiều chiều một tí thì nó sọc về 985. Xích soát với biên mà cũng có dự báo ở đây đó là vùng 980 đến vùng 990. Nó sọc về trung bình ở giữa và nó bắt đầu gì ạ? Long lên. Nó long lên thì cũng tiếp tục tính toán cái vùng, tức là phái sinh tiếp tục kiểm định cái vùng 1038 1040 đấy các anh chị thấy nó nhúng nhéo ở đây, xong đó nó diện nó lại sọc. Tức là đây là cái vùng kháng cự, vùng kháng cự các anh chị. Thế thì về đến đây là thôi, đừng có, đừng có mua nữa đúng không? Canh mà sọc. Rồi. Và cái mấu chốt vấn đề đối với chỉ số phái sinh đó là nó bị trong phiên ngày hôm nay thì phái sinh đã rơi gáp ATO và nó mất vùng 1.000 điểm. Thì theo một cái quy luật vận động thông thường, khi mất vùng 1.000 điểm thì đương nhiên nó sẽ hạ xuống vùng 980. Đó, hạ xuống vùng 980, 985, 985 đã. Ít nhất là nó chạm về cái vùng này và sau đó về vùng 980, thủng vùng 980. Thì khi mà thủng vùng 980 thì cũng có đề cập đến cái vùng 9955. 955 đến 960, và đến thời điểm hiện tại thì chỉ số phái sinh của chúng ta nó đã nằm lại được ở trên cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 955 đến 960. Tí nữa chúng ta sẽ đi dự báo về kịch bản tuần. Còn đối với chỉ số VN Index ở đây các anh chị. Index ở đây chúng ta nhìn tổng quan cái chỉ số VN Index ở trong tuần vừa qua. Thì đây là tổng quan của chỉ số này và chúng ta cũng đã có những cái phân tích dự báo về cái mặt kháng cự của chỉ số VN Index này ở quanh vùng 1040 đến khoảng vùng 1050. Mức chỉnh cung hợp lý ở khoảng 1020 và sâu hơn thì chúng ta phải tính toán lại ở vùng 1.000 điểm đến vùng 1010. Thì đối với chỉ số VN Index của chúng ta đây, trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì ngay lập tức nó đã về vùng 1018 đến 1020. Sau đó thì nó đã đi về vùng 1050. Tức là nó cũng về ở cái biên trung bình mà chúng ta có dự báo ở vùng 1.000 đến vùng 1 gì ạ? Và nó long long đây. Đó. Và cái điểm bật long này thì nó đã đưa chỉ số VN Index của chúng ta về vùng gì ạ? 1040, và các anh chị có nhận được đúng không ạ? Tức là chúng ta nói rằng cái vùng 1040, 1050 là cái vùng kháng cự. Ok, và ông công về đến đây được hai nhịp và ông bị đuối sức. Đuối sức thì lại sọc về đâu? Thì cái đầu đầu tiên tiền đâu đó là sẽ sọc về quanh vùng 1018 đến 1020. Cái vùng 1018 mà bị thủng á. Em bị thủng cái vùng này thì em sẽ về lại vùng 1.000 điểm. Em mà bị mất cái vùng 1.000 điểm á thì em sẽ về tiếp theo đó là vùng 990. Em bị mất vùng 990 á thì em sẽ về vùng 980. Và trong cái
Trong cái phân tích dự kiến đó thì trong phiên ngày hôm nay thì nó về đến cái điểm sâu hơn một tí ở đây, nhưng mà sau đó thì nó đã long lại được cái vùng 980. Như vậy thì trong tuần vừa qua, nói đẹp không đẹp mà nói xấu hẳn thì cũng không xấu hẳn. Vì sao không xấu hẳn? Bởi vì chỉ số VN30 và chỉ số VN-Index đã công lại được vùng 980, như vậy là chưa xấu hẳn đó, chưa xấu hẳn. Và đối với chỉ số phái sinh, thì đuối hơn một tí. Tất nhiên là nó vẫn đóng cửa 980, nhưng mà đóng thế này là đóng hơi đuối. Đó, như vậy là bộ ba tham số chung của thị trường thì nhìn chung là không xấu hẳn mà cũng không tốt hẳn, nói chung nó ở ở góc độ trung tính. Đó là về chỉ số chung. Còn về góc độ cổ phiếu thì là xấu. Ví dụ như nhóm bất động sản, ví dụ như một số nhóm thép đó thì là xấu, nhưng mà cái góc độ về chỉ số thì nó không được xấu, không 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 gọi là xấu lắm. Ok. Như vậy thì trong tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá nhìn nhận ở góc độ như thế nào? Đánh giá nhìn nhận ở góc độ như thế nào? Thì đối với chỉ số VN30, bây giờ cái vùng 1.110 điểm đến vùng 1.120 nó sẽ trở thành gì ạ? Một cái thành cái kháng cự mới của chỉ số này ở trong tuần giao dịch mới. Tức là nếu như cái góc độ là gì, tích cực nó có kéo về đến lên đây thì sau đó nó sẽ tiếp tục test cung, và ít nhất là VN30 sẽ chỉnh lại về quanh vùng 990 đến 980. Hai cái vùng chỉnh cung này của VN30 thì không phải bàn, chắc chắn là chỉnh về như vậy. Còn cái việc là về có về lại vùng 9 970, 965, 970 hay không thì chúng ta sẽ chờ thêm, nhưng vùng 980 đến 990 đấy là chắc chắn. Và các anh chị lưu ý đến vùng kháng cự kỹ thuật 1010, 1020 của chỉ số VN30. Ok. Đối với chỉ số phái sinh thì vùng 1000 điểm, tức là vùng 990 985 đến vùng 1000 điểm các anh chị, 98 à 995. 995 đến vùng 1000 điểm sẽ trở thành cái vùng kháng cự ngắn của chỉ số này, tức là nếu như nó có long được về về đây thì nó sẽ có gì sọt xuống từ đây. Và những cái nhịp sọt test cung chắc chắn rồi, không có thể bàn cãi ở đây, đó là vùng 9 967 đến khoảng vùng 970, đó là vùng chỉnh cung thứ nhất. Và vùng thứ hai đó là vùng 965 đến khoảng 9 à 955 đến 960. 955. Hôm nay lúc khoảng tầm 11 giờ 03 phút thì cũng có nói rồi. Lúc đó phái sinh thì không ổn lắm, mất cái mốc 968 thì sẽ sọc về 955 đến 960. Đấy là lúc 11 giờ 03 phút, và đến chiều đến tầm chiều thì cái chỉ số phái sinh của chúng ta mới sọt về đến 9960. Và sau đó phái sinh đang có lực phục hồi tích cực. Rồi, sau đó thì gì ạ? Đến phiên chiều 13 giờ 38 phút ở đây thì phái sinh đang hồi này. Ngắn hạn nó chỉnh lại vùng 968 đến 970 để tiếp đà long thì phải tích lũy thành công ở vùng này. Đây các anh chị. Đó, thì sau khi mà các anh chị nhìn thấy này, phái sinh nó có một cái nhịp long đây đấy nhá. Sau đó nó đạp này, các anh chị nhìn thấy không? Lúc này là khoảng bao nhiêu giờ đây này? Đó, khoảng 13 giờ 35 phút. Đó, ok. Như vậy thì nó phải, sau khi mà nó có lực non này thì nó phải đạp lại. Nó đạp về đâu? Thì chính là cái biên 967 đến 970 đây để nó tiếp đà lo. Đó. Như vậy thì nhìn về mặt chỉ số phái sinh chắc chắn nó sẽ có hai cái điểm test kỹ thuật ở đây, các anh chị lưu tâm. Còn đối với chỉ số VN-Index của chúng ta Index thì bị thủng khá là sâu, và đối với chỉ số VN-Index trong phân tích kỳ vọng nó không được thủng vùng 1020. Bởi vì khi mà nó bị mất cái vùng 1020 á thì như vậy nó thể hiện là thị trường của chúng ta rất là yếu. Nếu nó giữ 1020 thì mới mới là một uptrend, thì còn một tụt 1020 thì nó lại hỏng ăn. Chính vì nó mất cái điểm nhấn ở 1020 này, các anh chị nhìn thấy không ạ? Khi mà thị trường bị mất 1020 á, thì nó rơi này. Nó rơi, cảm giác nó rơi không có cái gì đỡ được. Các anh chị nhìn thấy không? Rơi không có gì đỡ được, nên là cái mốc 1020 rất quan trọng. Các anh chị mất mất 1020 là một cái điều tiếc nuối đối với chỉ số VN-Index trong tuần vừa qua. Ở đây có một cái lực long, thì cái lực long này nó sẽ đưa cái chỉ số index về lại vùng 1001.000 điểm đến 1005 ở đây, và thậm chí là có thể lên được 1010, nó sẽ trở thành cái vùng kháng cự ngắn của thị trường ở trong ngắn hạn. Và khi chạm về đến vùng này chắc chắn rằng là cái vùng 990 thì không phải bạc, đương nhiên là nó sẽ sọt về lại quanh vùng 990.
Sau đó thì có test lại vùng 950, và cái câu chuyện là index của chúng ta có test lại vùng 960 đến khoảng vùng 965 hay không. Đó thì chúng ta sẽ chờ thêm. Nhưng ít nhất là khi long về đến vùng 1010 này, chỉ số thị trường nó sẽ test lại vùng 990 và vùng 950. Đấy là hai cái mốc đầu tiên mà chỉ số sẽ test, và căn cứ cái tín hiệu kỹ thuật ở trong phiên thì cũng sẽ có phân tích thêm. Và những cái phân tích trực tuyến này thì sẽ được cùng Lê phân tích ở trên nhóm không chat NO02. Dành cho tất cả những anh chị em nhà đầu tư thuộc team. Thì qua cái bản tin này và qua cái thời gian chiến đấu ở trên thị trường, các anh chị em cũng đã tiếp cận đến những cái bản tin tuần của ông Lê, có những cái góc nhìn, có những cái phân tích mà đồng quan điểm. Thì chúng ta về mời các anh chị về đồng hành cùng với team của ông Lê tại công ty cổ phần chứng khoán VPS để chúng ta có thêm những cái trao đổi, có thêm những cái hỗ trợ, có thêm những cái phân tích và có thêm những cái phản biện trong cái quá trình đầu tư, để giúp cho chúng ta có được một cái chặng đường đầu tư tốt hơn, tối ưu hơn. Bản tin tuần này đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em, cộng đồng nhà đầu tư trong các cái bản tin tuần cũng như các cái bản tin ngắn ở trong tuần.